guys, it's me, I'm Thủy. Chào các bạn ha, lại là Thủy đây. Và hôm nay Thủy trở lại với chúng ta để mà chia sẻ cái kinh nghiệm. Tại vì dạo gần đây Thủy nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn là làm cách nào để có thể cải thiện khả năng nghe của mình. Và có rất là nhiều bạn khi mà các bạn xịt ở trên mạng đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy là trời ơi, tại sao lại có rất là nhiều những phương pháp khác nhau nhưng mà không biết chọn phương pháp nào hết và các phương pháp nào cũng làm hoài mà không được. Nào là nghe phim nè, rồi nghe qua bài hát nè, xong rồi nào lại là học tiếng Anh thông qua việc giải chính tả. Và thú thật với Thủy đi, các bạn có cảm thấy hứng thú với nó hay không? Chắc chắn là không rồi đúng không? Và cảm thấy vô cùng trời ơi sao mà nó kinh khủng dữ vậy. Hoặc là những cái đoạn nghe của mọi người chọn á, nó rất là khó và mình cũng không thể nào mà mình có thể luyện chép được những cái đoạn như vậy cả. Hoặc là thậm chí là bạn nghe CNN nè, BBC nè, hoặc là một số những cái kênh ở trên TV ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy là chèn đép ơi, tại sao lại có nhiều quá từ mới như vậy và lượng từ mới nó quá nhiều với bạn để dẫn đến một cái chuyện là bạn nghe mà hoài bạn không hiểu. Và khi mà nghe mà không hiểu á, bạn sẽ có xu hướng là rất là dễ bị nản. Và hôm nay thì Thủy chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm học của Thủy thôi, kinh nghiệm học nghe của Thủy, và Thủy hy vọng là nó sẽ hữu ích với mọi người. À, chia sẻ với bạn, ngày xưa thì Thủy đầu tiên là cái việc chọn tài liệu nghe. Các bạn nên chọn tài liệu nghe như thế nào? Thì cá nhân Thủy thì Thủy suggest các bạn là nên chọn hai bộ tài liệu. Bộ đầu tiên là bộ Top Notch và bộ thứ hai là bộ Tactic for Listening. Tất cả các bộ tài liệu này các bạn có thể tự tìm hiểu trên mạng rất là nhiều, và Thủy sẽ chia sẻ các bạn cái thông tin về hai bộ tài liệu này ở đường link phía dưới nha. Và trong các bộ tài liệu này, cái việc mà mình chọn cái tài liệu cho phù hợp với nhu cầu của mình đó vô cùng là quan trọng. Nếu như bạn muốn tìm một tài liệu về giao tiếp, đúng không? Thì các bạn hãy tìm cho Thủy những cái bài nghe nè, những cái MP3 hoặc là những cái app, những cái ứng dụng mà nó chuyên về những cái đoạn hội thoại về giao tiếp. Nếu như bạn muốn học IELTS thì hãy giúp Thủy ha, hãy chọn những cái đoạn hội thoại, những cái đoạn bài nghe liên quan đến lĩnh vực IELTS, hoặc là TOEFL thì cũng y chang như vậy. Tất cả những cái gì mà bạn muốn học á, bạn muốn dùng nó thì nó phải liên quan đến cái nguồn tài liệu, nó cũng phải liên quan đến cái đó để mà bạn sẽ không cảm thấy bị lan man. Làm cách nào để mà bạn có thể học nói giao tiếp hàng ngày được mà bạn lại sử dụng ba tài liệu của IELTS? Làm cách nào để mà bạn có thể giống như là học tiếng Anh cho du lịch mà bạn lại đi học những tiếng Anh học thuật? Thì như vậy nó sẽ không có tương xứng, và thật ra nó quá khó so với cái mục đích của bạn cần xài. Cho nên là nếu mà đầu tiên là xác định cho bạn được mục đích mà bạn thích, sau đó hãy chọn cái nguồn tài liệu nào đó mà phù hợp với nhu cầu của bạn. IELTS thì chọn IELTS, TOEFL thì chọn TOEFL, hoặc là giao tiếp hàng ngày thì hãy chọn những cái đoạn hội thoại mẫu giao tiếp hàng ngày để mà mình download về ha. Rồi, bước thứ hai nữa đó chính là bạn sẽ bắt đầu bạn lắng nghe. Nhưng cái điều nghe này nè, nó khác so với những cái phương pháp nghe khác. Đó là nếu như bạn nghe như ngày xưa cũ của mình đúng không, thì các bạn sẽ phải ngồi xuống, ngồi vào bàn, bật tai phone, đeo headphone và bật file nghe lên, và sau đó bạn nghe. Thì có thể là bạn nghe, bạn luyện, bạn ngồi, bạn nghe, và bạn cần phải có một cái thời gian, một cái sự tập trung cao độ cho cái phần nghe đó. Nhưng mà cái điểm khác biệt mà cái phương pháp mà Thủy sử dụng ha, đó là Thủy sẽ nghe ở mọi lúc, mọi nơi. Tất nhiên á, thì bạn phải lựa chọn cái tài liệu nghe như Thủy nói ban đầu là phải phù hợp với level của mình. Còn nếu những cái đoạn hội thoại nào mà nó khó quá với mình như vậy, thì bạn hãy giúp Thủy là xem trước script để mình hiểu nha. Mình phải hiểu thì mình nghe nó mới có hiệu quả. Còn không hiểu mà nghe thì nó không có hiệu quả gì đâu. Thì mình phải make sure được là mình hiểu về cái bài nghe đó. Và sau đó thì bạn sẽ hãy chọn những cái việc nào đó, những cái lúc mà bạn làm những cái việc gì đó mà không yêu cầu sự tập trung nhiều. Các bạn nghe lại giùm Thủy ha, không yêu cầu sự tập trung nhiều, và bạn hãy mở lên và nghe. Điều này nó hoàn toàn khác so với cái phương pháp học thông thường của bạn. Đó là bạn bắt, tức là mình dùng từ ở đây thì dùng từ bắt ha, là bạn ép mình phải ngồi mình tập trung và mình nghe một cái gì đó và mình học một cái gì đó. Nhưng đó là phương pháp mà Thủy cảm thấy là đối với Thủy thôi nha, không biết các bạn sao, nhưng Thủy cảm thấy vô cùng nhàm chán. Và Thủy thì nếu mà Thủy chọn thì Thủy sẽ phải chọn những cái gì Thủy thích cơ. Và thế là cứ mỗi lúc mà Thủy làm những cái việc, ví dụ như là đi làm nè, đi từ đây đến chỗ làm, thì Thủy làm quận 7 đi xe buýt. Hoặc là ví dụ như bạn đi từ bạn nấu ăn nè, hoặc là bạn rửa chén nè, hoặc thậm chí là bạn tắm. Bất kỳ những lúc nào bạn làm những cái công việc mà thời gian chết khá là nhiều và bạn không cần phải tập trung, không cần phải suy nghĩ nhiều, thì hãy mở những cái file nghe đó đi. Và chọn những cái file nghe nào mà mình cảm thấy mình hứng thú, mình thích nha. Và bằng cách này á, thì bạn sẽ cảm thấy là cái việc học nghe của bạn á, nó không còn chỉ đơn thuần là cái việc ngồi học, và nó là một cái nhiệm vụ nữa, mà bây giờ nó thành một cái thói quen.
bạn sẽ hình thành cho mình một cái thói quen, đó là bạn nghe tiếng Anh như vậy ha. Và bạn sẽ không cảm thấy cái việc học tiếng Anh nó vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, nó hoàn toàn không có một cái chút ép buộc gì cả. Chỉ đơn giản là cái lúc nào mình đang làm gì đó, mình cứ mở mình nghe và hãy cứ để tiếng Anh nó trôi vào bạn một cách tự nhiên và thoải mái nhất, thì như vậy bạn sẽ vào nhiều nhất. Nó sẽ khác hoàn toàn với cách cũ, và Thủy đã áp dụng rồi thì thấy cực kỳ hiệu quả. Bạn cứ để ý ha, Thủy tận dụng cái thời gian của mình để nghe mọi lúc mọi nơi. Ví dụ như sáng dậy đứng tập thể dục đúng không? Khi mình ngồi đó thì tập aerobics, cứ nhúng, thay vì mở nhạc thì bắt đầu sẽ mở tiếng Anh và ngồi nghe theo. Hoặc là ví dụ như Thủy nấu ăn cũng vậy, Thủy rửa chén cũng vậy, ghét nhất là việc rửa chén. Và như vậy thì thay vì phải tập trung vào những cái chén đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tập trung mình mở lên và mình nghe. Và vì mình đã hiểu nó cái đoạn nghe đó rồi, và mình đã hiểu rồi, mình biết cái từ vựng trong đó rồi. Cho nên mình nghe mình hiểu nó dễ hơn. Và thế là vừa nghe vừa làm và cứ lặp đi lặp lại, thậm chí nói to theo cái đoạn nghe nữa. Và dần dần thì cái khả năng nghe của Thủy á, nó cải thiện đi đáng kể. Và nó sẽ là một cái thói quen luôn, chứ nó không phải là một nhiệm vụ bắt buộc nữa. Và cứ nghe cái gì mà thấy hiểu nha, trời ơi, một cảm giác sướng vô cùng. Và khi mà nghe cái gì không hiểu thì sau đó nhìn lại script để mình biết xem mình bị yếu chỗ nào. Sau đó mình cứ mở và mình nghe hoài hoài như vậy. Và nó là một cái thói quen. Và ngày nào không mở nghe là tự nhiên là một ngày đó cảm thấy trống vắng. Cảm thấy giống như chết rồi, thời gian trôi qua sao lãng phí như vậy. Phải nghe, phải luyện nghe hàng ngày. Và trước khi mà Thủy chia tay với mọi người thì Thủy cũng muốn nói với mọi người một điều là kỹ năng nghe là một kỹ năng phải tập luyện và phải duy trì nó hàng ngày, ngày này qua ngày khác và trong một cái khoảng thời gian nhất định. Không thể nào mà bạn đùng một phát bạn nghe được liền đâu, và nó phải là một thói quen ha. Cho nên là hãy tập cho mình một thói quen tận hưởng tiếng Anh ha, yêu tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh đó, và hãy luyện nghe nó mọi lúc mọi nơi. Và đừng cho nó vào một cái khuôn khổ là giống như ngày xưa ha. Bởi vì khi mà cái gì mà bạn sẽ không tạo ra được một kết quả mới nếu bạn như vẫn giữ nguyên cái cách cũ của mình. Và nếu như bạn đã học rất là lâu theo cách cũ của mình và không cải thiện được kỹ năng nghe thì hãy một lần thử làm cách của Thủy đi ha. Và hãy nghe, hãy biến việc nghe thành một thói quen thay vì là nhiệm vụ. Alright, so I hope that is useful for you, and it's time to say bye bye now. Đã đến lúc thì chia tay các bạn rồi. Hy vọng clip ngắn này thôi nhưng đã giúp được các bạn ha. Và nếu mà giúp được các bạn thì hãy comment xuống, hãy cho Thủy xin feedback của mọi người ha. Thank you, bye.